Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thanh Hóa khẩn trương di dời người dân khỏi vùng sạt lở lũ lụt nguy hiểm. Trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã quyết định sơ tán khẩn cấp 2.355 hộ dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Hiện tại 165 hộ gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở, trong khi 8 điểm trường học cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các địa phương đang dốc sức triển khai các biện pháp khắc phục nhanh chóng trước tình hình thiên tai tàn khốc. Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa không ngần ngại xuống tận hiện trường, phường Thiệu Dương, nơi hàng loạt ngôi nhà chìm sâu trong dòng nước lũ. Lực lượng chức năng đang túc trực bên bờ sông Mã, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một điểm sạt lở lớn xảy ra tại kênh Cửa Đạt thuộc huyện Ngọc Lạc. Lãnh đạo huyện biên giới Quang Sơn cũng đã có mặt tại xã Trung Sơn, thăm dò các khu vực có nguy cơ sạt lở. Những mảng đất trên đồi đã đổ xuống gây hư hại nhiều công trình và đe dọa sự an toàn của cư dân. Tình hình khẩn cấp đang diễn ra từng phút, buộc các lực lượng ứng phó phải làm việc hết sức nhanh chóng và hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại. Mưa lũ kéo dài gây sạt lở khắp nơi ở Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lũ khắp nơi, làm sạt lở kinh hoàng và ngập lụt trên nhiều tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa với 180 điểm sạt, đặc biệt là tuyến quốc lộ 15C tại huyện biên giới Mường Lát. Ghi nhận của Báo Pháp Luật TP.HCM trên quốc lộ 15C, đoạn qua huyện biên giới Mường Lát có nhiều điểm sạt lở kinh hoàng, khiến tuyến đường nối huyện Mường Lát với thành phố Thanh Hóa và các huyện vùng xuôi chưa thông. Theo đó có 4 vị trí sạt lở tại huyện Mường Lát đang được các cơ quan chức năng khắc phục nhằm đảm bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ 15C. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, riêng tuyến quốc lộ 15C xảy ra 140 vị trí với khối lượng đất đá sạt xuống đường khoảng 46.481 mét khối. Hình ảnh sạt lở kinh hoàng khiến người dân sống tại xã Pù Nhi lo lắng khi sạt lở khắp nơi. Các vị trí km 55+600, km 80+350, km 96+100, km 96+510 qua địa bàn huyện Mường Lát đang tắc đường chưa thể thông tuyến. Tại quốc lộ 16 xảy ra 9 vị trí khối lượng khoảng 3.916 mét khối, còn lại một vị trí tại km 40+500 địa bàn huyện Mường Lát tắc đường, ghi nhận của Báo Pháp Luật TP.HCM. Mưa lũ đã gây ra sạt lở ta luy âm ngay trước trụ sở công an xã Pù Nhi. Hiện lực lượng chức năng giăng dây cắm biển cảnh báo người dân. Ngôi nhà bên quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi bị ảnh hưởng do sạt lở. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý bảo trì các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa khẩn trương huy động nhân lực phương tiện phát cây, hót sa bồi, hót sụt, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu đảm bảo giao thông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí lực lượng gác, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa thông tin. Từ đêm ngày 21 đến chiều ngày 23 tháng 9, huyện biên giới Mường Lát xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được lên đến 185,9 mm đã gây thiệt hại nhiều tài sản. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 464 hộ trên 2.146 khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Nhiều nơi ở Thanh Hóa ngập sâu phải dời dân khẩn cấp. Nước từ thượng nguồn đổ về, làm nước sông Mã dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ngoài đê thuộc thành phố Thanh Hóa ngập sâu trong nước, phải di dời khẩn cấp. Chiều ngày 23 tháng 9, ghi nhận của Báo Pháp Luật TP.HCM ở các nơi, có hàng trăm người dân vùng ngoại đê đang đối mặt với lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Mã dâng cao, gây ngập nghiêm trọng tại các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Hàng trăm chiến sĩ bộ đội công an được huy động khẩn cấp để hỗ trợ di dời tài sản, hỗ trợ sơ tán người dân các vùng ngoài đê, Thiệu Dương, Thiệu Khánh đến nơi an toàn, trong khi nước sông Mã tiếp tục dâng cao lên mức báo động 2 và tiếp tục còn dâng cao hơn nữa. Theo người dân địa phương, trong suốt 2 ngày qua, mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ra cảnh ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là từ sáng 23 tháng 9, và Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã phát lệnh cảnh báo di dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu khẩn đến nơi an toàn. Theo đó, Chủ tịch thành phố Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã có đê, trưởng các phòng ban đơn vị thành phố khẩn trương tổ chức lực lượng, thực hiện phương án di dân theo cấp độ báo động trên mức báo động 2. Tổ chức di dời tất cả các hộ người già neo đơn đang bị ốm đau không có khả năng tự di dời vào trong đê. lực lượng dân quân cơ động thường trực canh đê tại các điểm canh đê, thường xuyên tuần tra canh gác đê để kịp thời phát hiện xử lý các sự cố về đê điều ngay giờ đầu. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa thông tin thêm, huyện đã kích hoạt 100% quân số hiện có của đơn vị để chuẩn bị ứng trực, hỗ trợ các phường xã khi có tình huống khẩn cấp do mưa lũ gây ra, cũng như trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Thanh Hóa, tình hình mưa lũ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Sáng ngày 23 tháng 9, tình hình tại Thanh Hóa trở nên căng thẳng khi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phát lệnh báo động cấp 2 trên 3 con sông lớn, Mã, Lèn và Bưởi. Mực nước các sông vẫn không ngừng dâng cao, tạo nên một bức tranh hỗn loạn của mưa lũ và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các huyện miền núi. Lực lượng vũ trang đang khẩn trương duy trì các kiếp trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ. Họ rà soát và kiểm tra mọi phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị và cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Tại khu vực miền núi phía Tây, cơn mưa lớn đã biến nhiều tuyến quốc lộ như 15C, 16 và các tỉnh lộ 521D, 521E thành những con đường tử thần. Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã cô lập các thôn, bản, gây khó khăn cho việc di chuyển. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 15C từ đồn biên phòng Pù Nhi về trung tâm huyện vẫn còn nhiều đoạn bị chặn bởi lượng đất đá khổng lồ. Trước tình thế nguy hiểm, huyện Mường Lát đã quyết định sơ tán khẩn cấp 440 hộ dân, tương đương với 1.940 khẩu tới các nhà văn hóa và nơi ở của người thân, gần 300 em học sinh tại điểm trường mầm non Triền Cồng và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Lý cũng đã được đưa đến nơi an toàn. Ngày 23 tháng 9, học sinh trên địa bàn Mường Lát phải tạm nghỉ học, trong khi bão tố vẫn tiếp tục hoành hành. Lũ lụt tàn khốc ở Thanh Hóa, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Khi dòng nước lũ dâng cao, chính quyền các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành và thành phố Thanh Hóa đã khẩn trương sơ tán hơn 6.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm. Trưa ngày 23 tháng 9, các lực lượng chức năng liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân ở các phường ven sông Mã như Thiệu Dương, Nam Ngạn và Hoàng Quang di dời trẻ em và người cao tuổi đến nơi an toàn. Hàng trăm gia đình ở vùng trũng thấp phải đối mặt với cảnh nước dâng từ 0,5 đến 2 mét, cô lập hoàn toàn nhiều khu vực. Tại phường Thiệu Dương, nhiều khu dân cư chìm trong dòng nước lũ đục ngầu. Chị Dương Thị Hạnh, một người dân ở phố 8 cho biết, nước lên nhanh lắm, cứ 30 phút lại dâng thêm 10 đến 15 cm, nhà tôi giờ đã ngập gần 1 mét. Để bảo vệ tài sản, gia đình chị buộc phải di chuyển đồ đạc lên tầng 2 trong lúc nước lũ tiếp tục tràn về. Nhằm bảo đảm an toàn, các con đường dẫn vào xóm ven đê đã được lực lượng công an và quân đội lập hàng rào, chỉ cho phép những gia đình có thuyền mới được qua lại. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa Phạm Thanh Tâm cho biết hầu hết người dân được di dời tại chỗ, chỉ một số hộ có người già hoặc sống ở khu vực ngập sâu mới phải sơ tán đến nhà văn hóa hay trường học. Bên cạnh thành phố Thanh Hóa, mưa lớn tiếp tục trong 3 ngày qua đã gây ngập lụt hàng nghìn hộ dân ở các huyện biên giới như Mường Lát, Quang Sơn và Thường Xuân. Các lực lượng đã huy động khẩn cấp để sơ tán dân đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, đến trưa ngày 23 tháng 9, hơn 2.000 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu đã được sơ tán khỏi những vùng nguy hiểm dọc ven sông và suối. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ như 15C, 16 và đường 217 cũng đã bị sạt lở, khiến nhiều thôn bản bị cô lập, điện lưới ở nhiều xã bị cắt đứt. Một sự kiện thương tâm đã xảy ra khi một thanh niên chở người thân qua đập tràn suối Thành ở huyện Như Xuân bị lũ cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 2 giờ tìm kiếm, trong khi bé gái đi cùng may mắn được cứu sống. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân, Thạch Thành đã vượt mức báo động 3. Các con sông Mã, Cầu Chày và Chu cũng đều qua mức báo động 2 và chưa có dấu hiệu rút. Chính quyền khuyến cáo người dân ở vùng hạ du theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc di tản nếu cần thiết. Cuộc chiến với thiên nhiên vẫn đang diễn ra và mỗi giây mỗi phút đều mang theo sự hồi hộp và lo lắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật TP.HCM. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!